cơm nguội mình cho vào cái túi ni lông rồi mình sẽ nhồi cơm nguội cho nó dẻo nha các bạn. Mình sẽ bóp cho nó dẻo nè. Cơm mình bóp nó dẻo rồi nè các bạn. Nó dẻo thì là dẻo rồi, bắt đầu mình sẽ dùng cây mình cán cho nó thành miếng nha các bạn. Cho nó hơi hơi có chữ nhật đó. Rồi mình cán như vậy khoảng 1 cm thôi nha. Rồi nhẹ nhẹ thôi con, không có cần, mình không có cần cán nó mỏng đâu. Nó có cái độ dày giống như cái cục bột chiên vậy, để mà mình cắt ra mình chiên. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái bột nhỏ ra nha. Cắt cái miếng vuông vuông vừa ăn. Dầu nóng mình sẽ cho cơm vào mình chiên nha. Bột mình chiên nó hơi vàng vàng rồi mình cắt ra nha các bạn. Rất là ngon luôn. Mình cắt cái cơm ra, bây giờ mình sẽ đổ bớt dầu ra, mình sẽ chiên bột nha các bạn. Bây giờ mình sẽ làm bột chiên nè, bột chiên từ cơm nguội. Rất là giòn luôn cái bột này, cái cơm này mình chiên rất là giòn luôn nha. Rồi mình chiên cho nó nóng lên thì mình sẽ ăn cho cái trứng vào nha, trứng vịt mình chiên luôn. Để cho hành lá vào. Mình ăn cái bột chiên từ cơm nguội nha các bạn. Con bột chiên các bạn, mở bạn bột chiên nha. Ngon quá. Cái nước tương cũng ngon, cái đu đủ này cũng ngon nữa. Cái đu đủ chua chua ngọt ngọt rất là ngon nha các bạn. Nước tương mình ăn với cái bột chiên á, mình pha theo cái tỷ lệ là 1:2:3 nha. 1 đường, 2 nước tương và 3 nước. Rất là vừa ăn luôn. Ngon quá. Lẩu ngon quá. Cái cơm nguội chiên này nè, nó giòn hơn là cái bột mình chiên lên luôn các bạn. Nó giòn lâu hơn, nó cứng hơn chút xíu nhưng mà nó giòn lâu á. Rập rập luôn. Như sà nách mùi ăn nha. Bạn ăn thử không con? Không. Phát dĩa luôn rồi các bạn ơi. Ăn ngon quá mà quên quay clip luôn. Phát dĩa mới bấm quay các bạn ơi. Mình ăn ngon quá cái mình quên quay luôn á. Ăn gần hết rồi mới bấm quay á các bạn. Chúc bạn thông cảm. Các bạn ơi, vậy là cái video làm bột chiên từ cơm nguội của mẹ Xí Mùi đến đây là kết thúc nha. Bye. Chào tạm biệt cô chú anh chị và các bạn. Bye. Bye.